Rồi, chuyến xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Di Đạt. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh em một con rim Thái ha. Con này thì rim Thái tầm 81 đầu anh em ha. Nói chung là cũng đẹp và liền lạc lắm anh em. Đó, mỗi tội là rớt đầu thôi nhé. Giá thì cực kỳ mềm. Thấy anh em mà đang có nhu cầu và muốn mua thì có thể liên hệ đến cửa hàng có cái đầu số là 0932325278 nhé. Con này rớt đầu cạo khói nha anh em, rớt đầu cạo khói còn máy giữa là đồ là còn nguyên hết nha. Đầu ET nha mọi người, đầu ET. Xe thì đang có tại cửa hàng xe máy Di Đạt, anh em tìm kiếm thì liên hệ nha. Cái giá là cực kỳ mềm luôn, tầm 17.800 cho một con rim Thái anh em nhé, 81 đầu. Nói chung là con này thì cũng có lai một số đồ anh em ha, giống như là lai bô và lai bánh nha. Đấy, còn lại thì là ok hết, còn lại thì sườn bọng rồi tất cả các chi tiết là còn nguyên hết anh em ơi, không mối mọt gì hết. Nói chung là cũng rất là đẹp. Thì anh chị em mà đang có nhu cầu thì liên hệ nha, liên hệ trực tiếp đến Di Đạt giúp em. Đó, gấp nè anh em. Cặp bánh thì like rồi anh em ha, cặp bánh thì like rồi. Nói chung là xe chi tiết như nào thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em như vậy luôn nhé. Cặp bánh thì like rồi, một nguyên ha, sườn độ là còn nguyên, không có mối mọt gì hết nha mọi người, sườn còn nguyên hết, đẹp, không mối mọt gì hết. Điện đồ còn nguyên hết anh em ha. Chung là cũng ok lắm mọi người. Xe hoàn hảo nhé. Anh em mua về đổ xăng là chạy thôi, không phải làm gì đâu. Xe rất là ok mọi người. Xe đang chạy luôn. Bình xăng này. Đầu thì rớt rồi, còn máy thì còn nguyên nhé anh em. Máy thì còn nguyên hết. Honda ha. Đó, anh em coi thử chi tiết. Sang tên hút cốc được anh em nha. Nói chung là xe này thì sang tên tôi hút cốc độ được hết. Anh em xem chi tiết còn được gì anh em tham khảo nha. 17.800 anh em ha. 17.800. Chi tiết còn không? Nói chung là tem bọc đồ các thứ là còn ok lắm rồi. Tem bọc rồi còn được hết. 8856 ha, nói chung là rim Thái. Anh em tham khảo ha, anh em tham khảo giúp em. Đấy, xe nói chung là cũng còn liền lắm. Êm ái nhẹ nhàng nha mọi người. Rớt đầu cạo khói rồi, nhìn chân anh em, cuộc cũng còn đẹp nha, cuộc còn đẹp, bánh thì lai rồi nha anh em, nhưng mà vỏ lốp thì dày, bánh này cặp bánh này thì lai rồi nhưng mà vỏ lốp này còn dày lắm nha. Đó, anh em tham khảo thử nè. Honda rim anh em tham khảo. Anh em xem chi tiết nha. Nói chung là coi chi tiết ok được cái phần nào thì liên hệ nha. Đấy, anh em xem tham khảo thử. Xe thì nói chung là đang trong hoàn hảo nhất nha.
đang trong giai đoạn hoàn hảo nhất rồi, anh em mua đổ xăng là chạy thôi. Mọi chi tiết cũng rất là ok ha, liền lạc lắm, chắc chắn. Te này đó. Chỗ bóng điện là còn nguyên hết nha mọi người, bóng điện là còn nguyên hết. Nói chung là sườn còn ok nha mọi người, không mối mọt gì hết anh em nhé. Sườn là còn ok, không mối mọt gì hết. Ở phía trong này này, ok luôn đó anh em. Anh em nếu mà cần thiết thì bên em tháo mở hết mấy cái này ra cho anh em xem luôn đó. $17,800 thì thiện chí anh em, còn bên em thì có trả góp và xin xe đầy đủ. Con này để em đổ máy cho anh em nghe coi thử ha. Ok nhất rồi đó. Thì thiện chí thì anh em gọi dùm em 0932325278, hoặc anh em đến địa chỉ là 21 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai thì anh em đến xem xe giúp em nhé. Nói chung là xe thì còn giá cả còn thương lượng nhẹ ha, tầm giá 17,800 trả góp xe đầy đủ. Ở thiện chí anh em gọi nhé, tất cả mọi chi tiết là rất là ok. Mỗi tội là rất đầu thôi anh em ạ, rất đầu với like cái mô, like cái mô cặp bánh. Còn đâu mọi thứ là hoàn hảo hết nha mọi người. Máy chưa trẻ nha anh em, máy ở giữa là chưa trẻ. Nó rất đầu cạo khói thôi. Để tổng quan anh em thôi. Tổng quan như vậy thì anh em tham khảo nha. Anh nhìn rất là nét nha anh em.